Đây là cái phòng phía sau ha, phòng phía sau ha. Ở phía này có cái cầu thang đi lên trên sân thượng để xử lý cái hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời với bình nước ở trên đó. Ở sau có khoảng dư khoảng 8 tấc. Bình hông cũng dư được khoảng 8 tấc ha. Ha, mình sử dụng luôn nha. Cầu thang lên xuống. Nhà vệ sinh ở trên lầu có nước nóng nước lạnh luôn ha. Đó, bồn cầu một khối đó, có cái cửa sổ thông ra phía bên ngoài kia có cái hẻm khoảng 8 tấc đó, cái hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời vòi đỏ đó có đó, cửa là cửa nhôm sinh pha đó, cửa gỗ này là cửa gỗ chống cháy, sát bên mặt tiền đường Hưng Phú luôn, ra mặt tiền đường Hưng Phú chừng 10 mét thôi. Bên hông nhà mình có cái hẻm hông, bên nhà mình có cái hẻm bên hông đó, cái lối đi bên cái lối bên hông này không có sử dụng, mình vào đây mình sử dụng luôn, mình sử dụng thôi ha. Trước có cái ban công nè, đây là cái phòng phía trước ở trên lầu, phòng phía trước trên lầu ha. Ngoài đó là mặt tiền đường Hưng Phú đó, ngay cái trường học đó, ngay cái trường học ha. Đó, bên hông nhà mình có cái hẻm bên hông nè, cái lối bên hông này mình sử dụng nha, khoảng 8 tấc chạy dài ra phía sau luôn, dài 9 mét ra phía sau luôn. Phía trước rồi ha, ban công phía trước. À, trong kia rộng rãi mình quay đầu thoải mái, hẻm thông qua Hưng Phú luôn, hẻm thông qua bên Ba Đình luôn nha. Và đây là ở trên lầu 1, ở phía sau cũng có cái khoảng lùi ở phía sau, ở khoảng phía sau còn khoảng trống phía sau, bên hông cũng có khoảng trống luôn. Hai phòng và một nhà vệ sinh, có ban công phía trước luôn, sát mặt tiền đường luôn ha. À, cái vòi rửa này là nóng lạnh luôn ha, mình có thể kéo ra được luôn nha, kéo ra được luôn ha, hoặc là kéo ra luôn ha. Ở ngoài chủ có lắp một cái chỗ rửa tay với cái kính, kính này đổi được màu luôn nha. Đây là nhà vệ sinh ở dưới chợt nè, đó, nhà vệ sinh dưới chợt sử dụng chung cho dưới chợt ha, có vòi sen lớn ha, bồn cầu một khối. Đây chủ nhà có set ốp sẵn cái rổ máy giặt luôn ha, để máy giặt luôn đó. Và đây là toàn bộ cái ở dưới chợt nhà mình ha, có tủ bếp trên nè, tủ bếp dưới, cầu thang tay vịn bằng gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương, mặt bên bằng kính cường lực ha, quạt gió Panasonic đó. Tủ này rộng rãi lắm, để rất là nhiều đồ, cao ráo ha. Ra mặt tiền thì chỉ có khoảng 10 mét thôi. Ở phía trước nè có đèn trang trí luôn ha, đặc biệt là nhà mình là có một cái khoảng bên hông này đó, khoảng bên hông này nè đó, khoảng 8 tấc ha, dài phía sau 9 mét phía sau luôn đó. Mình là sử dụng cửa riêng luôn, lối đi riêng cho mình luôn, mình sử dụng để đồ đồ ha, mát, mình mở tổ cửa rồi cho nó rất là mát luôn ha. Còn cái lối đi vòng qua bên đó thì quay xe đi thẳng bên kia là đường Ba Đình. Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở phường 8 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình nằm ở đường Hưng Phú ha, nhà chỉ cách mặt tiền đường Hưng Phú chỉ có 10 mét thôi. Nhà thì mới sửa chữa, nhà rất đẹp, giờ ở ngay. Nhà mình gồm có kết cấu là một trệt với một lầu, hai phòng ngủ. Bên hông có một cái lối hành lang riêng, là mình toàn bộ sử dụng cái lối đi đó luôn ha. Kích thước của đất của nhà mình toàn bộ sử dụng là ngang là khoảng 3m8 và chiều dài là 9m, nhưng mà trên sổ thể hiện là 3m2 và chiều dài là 8m rưỡi, cô chú anh chị bạn. Thì căn nhà mình á là nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, hẻm trước nhà là hiện tại là khoảng 2m rưỡi, thì có chỗ quay đầu xe lại được, hoặc mình đi thẳng qua đường Ba Đình cũng được luôn ha. Thì hiện tại là cái lộ giới của đường này là chỉ còn có 4m rưỡi thôi. Chút xíu Vũ Hồng sẽ quay cho cô chú chị bạn xem. Căn nhà này thì sát bên mặt tiền đường Hưng Phú luôn, chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với giá là 3.850.000.000 đồng ha, chủ quyền hồng hoàn công đầy đủ, mua bán giấy công chứng nhân tên. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì theo chân Vũ Hồng, Vũ Hồng sẽ review toàn bộ căn nhà này để cô chú anh chị bạn xem ha. Xin nhắc lại căn nhà mình địa chỉ là 144/1 đường Hưng Phú, phường 8 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có hướng chính là hướng đông ha, cách mặt tiền chỉ có 15 mét thôi, rất thuận tiện đi sang quận 1 và quận 5, đi qua cầu chữ Y và cầu Nguyễn Tri Phương thì sẽ tới quận 5. Qua cầu Nguyễn Cừ là cái hướng về phía lệch phía kia chút xíu là tới quận 1 ha.
Mời cô chú anh chị bạn theo chân chú Hồng. Chú Hồng sẽ review từ ngoài đường vào đây để cô chú anh chị bạn xem ha. Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chú Hồng đang ở trên đường Hưng Phú. Cái đây là hẻm 144. Hẻm này lộ giới là 4m đến 4,5m thôi ha. Ở trong nhà, trước nhà là hiện tại là trên sổ là ghi lộ giới là 6m, nhưng mà thực tế đường đã cấm rồi, giảm xuống là 4,5m nha. Sổ mình 2013 là nên nay là 2022 là 9 năm rồi. Nhà nước làm lại là chỉ còn có 4m đến 4,5m thôi ha. Đây hẻm 144, nhà mình 144 sạc 1 nha. Đối diện bên kia là có công an ha. Bên đây là trường trường Dành Khuyên, trường mầm non Dành Khuyên. Đằng kia là cầu chữ Y đó cô chú anh chị bạn. Mình rẽ bên tay trái là ra bên quận 5. Còn mình rẽ bên tay phải thì qua bên đường Dạ Nam, đường Nguyễn Thị Tần sang bên phường 2, phường 3, quận 8 ha. Phường 1, phường 2, phường 3, quận 8. Đường này đường Hưng Phú nha. Đó, cầu chữ Y, Vũ Hồng chụp lại cho cô chú chị bạn nhìn thấy nè ha. Đó là cầu chữ Y ha. Thì hẻm 144 là đối diện với trường mầm non Vành Phiên nha. Cách cầu chữ Y thì khoảng tầm 150m thôi. Đó, kế bên cái chỗ khách sạn Tân Tô Hoàng Anh ha. Kế bên chỗ rửa xe. Kế bên chỗ rửa xe, chỗ bán bún bò Huế nè ha. Cái hướng này nè, đằng lại đi lại chút xíu nữa là ngay chỗ góc đó là có cái đường đi quẹo qua chung cư của công ty Phúc Khang á. Còn đi thẳng thì lên cầu Nguyễn Chí Phương để đi sang quận 5, rẽ phải sang quận 5, rẽ trái thì đi sang trung tâm hành chính của quận 8 á. Đường Hưng Phú này chạy thẳng luôn là đến cầu Chà Già, quẹo phải cũng qua quận 5 luôn ha, qua cầu Chà Già để qua quận 5, rẽ trái qua cầu Nhị Thiên Đường sẽ đi về quận 8 nha. Đường Hưng Phú là đầu đường là cầu chữ Y và cuối đường là cầu cầu Chà Già nha, ngay trung tâm thương mại Sớm Củi. Thì bây giờ Vũ Hồng sẽ review từ ngoài đường này vô trong để cô chú chị bạn xem ha. Đây hẻm 144 đường Hưng Phú, phường Chà 8, quận 8 ha. Căn nhà mình là cái căn nhà đó đó cô chú chị bạn, nhìn thấy không đó. Cái này là trả lộ giới về là còn 4m 4,5m là chỉ bằng căn nhà này thôi. Nó nếu lộ giới có làm thì nó chỉ bằng cái căn nhà đang xây nè, xây xong rồi nè ha. Thì căn nhà mình nó cũng có cái hẻm bên hông luôn. À, có cái hẻm bên hông đường, cái lối đi đó là mình sử dụng luôn. Cái hẻm đó là cái hẻm lúc trước là giống như thông hành địa dịch đó, nhưng mà giờ là mình sử dụng toàn bộ cái hẻm đó luôn ha. Dạ, kế cái tiệm sửa xe gắn máy này mình đi vào nha. Rồi đi vào với Vũ Hồng ha. Thì đi vào khoảng 10m là tới nhà mình rồi. Hẻm thì hai xe này qua lại thoải mái, hai xe đi qua lại rất là thoải mái luôn ha. Thì trên sổ là thể hiện hẻm 8m, ổ 6m. Nhưng mà hiện tại lúc nãy Vũ Hồng quay cho cô chú anh chị bạn thấy đầu hẻm á, là thể hiện còn có 4,5m thôi. 4m tới 4,5m thôi. Thì có vô nữa thì chỉ bằng cái căn nhà này thôi hả cô chú anh chị bạn. Đó, chỉ bằng cái căn nhà cao xây này thôi. Địa chỉ nhà mình 144 sạc 1 đường Hưng Phú. Thì bên đây mình có một cái lối đi riêng, cửa này là mình giữ chìa khóa luôn nha. Cái lối đi này là mình giữ chìa khóa, vô trong là chỉ có một mình sử dụng thôi. Đó, bên hông giống như khoảng thông hành địa dịch vậy đó, một mình sử dụng thôi, không có ai sử dụng cái lối đi này hết. Đó, mình mở cửa sổ ra rồi thoải mái ha. Căn nhà mình ở đây. Đó, chiều ngang ở đây qua bên đây á, thì này là 3m, gần 3m2, và cái này tổng cộng qua cũng khoảng gần 8 tấc nữa, khoảng 3m9, hết là khoảng 3m9 nha. Cái lối đi này là đi thẳng thông qua bên đường Ba Đình luôn nha. Thì vô đây mình quay xe thoải mái, là chạy vòng vô đây, ngoéo vô đây cái là quay xe thoải mái luôn ha. Hả, hẻm sạch sẽ thoải mái. Từ đây ra mặt tiền thì nó cũng gần đó ha. Cô chú chị bạn nhìn ra đường này ha, sát bên nha. Rồi căn nhà của mình ở đây. Cái phần từ đây nè, từ cái mí đen này nè qua tới mí đen đó là 3m2 ha, chiều dài là gần 9m nha. Còn bên kia là phần thêm 8 tấc, là phần đó mình làm cái hẻm thôi. Mình chỉ sử dụng cái hẻm thôi, mình chỉ được sử dụng không được xây dựng trên đó ha. Và đây là cái mặt tiền của nhà mình nè. Đây là mặt tiền của nhà mình ha. Thì chủ ốp nhựa giả gỗ và đèn led. Ở trên thì ban công ra được khoảng hơn 1m. Cũng vậy, có ở trên có ốp nhựa luôn ha. Thì cho làm chỗ phơi đồ, trồng cây đồ thoải mái. Ở đây là cửa sắt giả nhôm sinh pha ha.
Hiện tại thì chủ nhà đang làm cao hơn cái mặt nhà, cao hơn mặt đường là khoảng chừng 5 tấc. Đó, mình gồm cái phần này ha. Và cái phần bên đây luôn nha. Chút xíu vô Hồng vô trong vô Hồng mở cho cô chú anh chị bạn xem. Xin nhắc lại là cái lộ giới mình đó, hiện tại là theo lộ giới cấm ở ngoài đường là chỉ còn có 4m, 4m rưỡi thôi ha, chứ không có 6m nha cô chú anh chị bạn. Thì căn nhà rất đẹp ha, giá là 3 tỷ 850 triệu nha. À, cái bọc nước thì chủ nhà cũng che chắn lại cho nó đẹp rồi ha, tỉ mỉ ha. Thì ở đây cái mảng chỗ này là treo tivi, thì chủ nhà có ốp nhựa PVC, phía ngoài là nhựa giả gỗ, trong là nhựa PVC. Đèn thì toàn là bộ là đèn led âm trần, điện chính nước chính ha. Thì cái không gian bên trong lọt lòng bên trong đây là 3m2 và chiều sâu vô là gần 9m, gần 9m. Ở phía sau lưng nó còn cái khoảng phía sau á. Thì cô chú anh chị bạn ơi, cái lối đi này nè, 8 tấc này là mình chỉ được sử dụng thôi ha, mình sử dụng một mình thôi. Và mình không có được xây dựng trên phần này nha. Đó, mình sử dụng để mình làm cái lối bên hông cho nhà mình nó thông thoáng, trồng cây kiển rồi phơi đồ rồi ha. Để mấy cái vật dụng đi câu cá rồi xe đạp đồ để đây. Lối đi này có một mình thôi. Đây là cái cửa mở nè. Ha. Chỉ là mình mở thôi nha. Chỉ có một mình sử dụng cái lối đi này thôi. Đồng hồ điện chính nước chính ha. Toàn bộ thì nhà chủ nhà làm mới. Ở đây là cái mảng kiến cửa lùa này là cửa bằng nhôm sinh pha kính cường lực nha. Mà chủ nhà cũng tỉ mỉ làm cho mình từng ly từng tí hết rồi ha. Mở đầu này hay đầu kia cũng được nè. Để này ở đây thì chủ nhà làm mấy cái kệ này, mình để những cái vật dụng như nón bảo hiểm, remote tivi rồi. Bên đây mình để cái bộ salon. Còn bên đây thì gắn tivi. Ở đây thì chủ cũng trang trí cho mình sẵn một cái bộ đèn đèn trang trí rồi ha. Đèn phòng khách trang trí nè. Thì cầu thang được lắp đặt ở giữa. Và cầu thang thì làm theo chiều thuận kim đồng hồ. Tay cầu thang là bằng gỗ, mặt bên bằng kính cường lực, mặt đi bằng đá hoa cương. Chiều rộng của cầu thang này là 8 tấc ha. 8 tấc cũng đi thoải mái rồi nha. Mời cô chú anh chị và các bạn tiến vào cái gian bếp của căn nhà mình. Gian bếp của căn nhà mình thì có tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Và có mặt bếp bằng đá hoa cương. Đó, vòi sen đen, vòi sen này rồi rút để xịt rửa được ha. Máy nước nóng năng lượng mặt trời, hệ thống năng lượng mặt trời, năng nước nóng năng lượng mặt trời ha. Mặt trong thì chủ sử dụng bằng kính cường lực mà đen nhám nha, kính cường lực nha cô chú anh chị bạn. Và ở ngoài này chủ có làm thêm một cái chỗ để rửa tay, rửa mặt, không phải đi vô trong nhà vệ sinh ha, ướt chân. Ở đây thì ở cuối đây thì chủ nhà có làm cho mình một cái chỗ để mình lắp máy giặt, máy sấy, có chỗ cấp nước, cấp nước và thoát nước và chỗ ổ điện luôn rồi nha. Ở trên đây, đặc biệt trên đây là giống như là cái giếng trời nè. Đó, có cái giếng ở trên nè. Và đây là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì sử dụng bồn cầu một khối. Cửa đi là cửa nhà vệ sinh là bằng nhôm sinh pha ha. Kính cường lực mờ. Tường thì dán từ dưới lên đến trên luôn rồi. Vòi sen là vòi sen lớn nha. Là ở đây là mình có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời luôn ha. Là hai tầng gạt nè, hai vòi sen tắm nè. Bản lề kim long. Rồi Vũ Hồng mời cô chú anh chị bạn ngắm lại cái không gian ở dưới trệt một lần ha. Đây là không gian ở dưới trệt. Ở này thì cũng có dán đá rồi nha. Này là dán đá chứ không phải là dán giấy dán tường nha. Thì đây là toàn bộ không gian ở dưới trệt của nhà mình đây. Không gian ở dưới trệt nhà mình ha. Thì có quạt. Quạt trần Panasonic nè ha. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới. Mặt bếp đá hoa cương, mặt bên kính cường lực. Rồi nói chung là một cái đủ một cái phòng ở dưới căn trệt này là đầy đủ thiết bị hết rồi nha. Rồi nói chung là chủ nhà cũng rất là tinh tế làm trong xây dựng. Nên chủ nhà lựa chọn từng cái thiết bị là rất là phù hợp với ngôi nhà ha. Ở đây cái khoảng trống, còn một khoảng trống nữa nè. Đèn là đèn led âm trần, có hắt đèn màu luôn ha.
Ở ngay chỗ bếp này là chỗ nấu này có cái cửa sổ nó mở ra ngoài, cửa sổ mở lật ra ngoài nè, lấy gió bên ngoài cho nó thoáng nè ha. Bên đây là mình sử dụng luôn nha. Ở dưới cái này, cái khoảng này là tường là dán hết rồi, từ dưới lên trên luôn là mình sử dụng toàn bộ. Cái này không ai sử dụng hết á, cái lối này là mình chỉ có mình sử dụng thôi nha. Đây là kính cường lực mờ ha, kính cường lực nha. Chú Hồng cũng quay hơn cái sổ qua để cô chú chị bạn xem ha. Địa chỉ nhà mình là 144/1 đường Hưng Phú ha. Diện tích đất là 25.8, là mình chưa kể cái phần bên hông là 8 tấc, chiều dài là 9 mét kia là mình chưa kể nha. Nhà có 2 tầng hoàn công đầy đủ nha. Tổng sử dụng mình sử dụng là khoảng chừng 60 mét vuông đó. Thì ở đây là lộ giới, cái đường lộ giới của cái hẻm phía trước nhà là ghi là 6 mét. Nhưng mà hiện tại lúc nãy chú Hồng có quay ở đầu clip á, là đầu đường là chỉ có 4 mét rưỡi thôi. Thì nó chỉ vô một chút xíu à. Đó, ở đây là 6 mét thì trừ bớt đi 1 mét rưỡi đến 2 mét là nhà mình có dính với chút xíu thôi, phía ngoài này thôi. Bỏ cái ban công là đủ rồi. Như vậy là cái lộ giới cũ ở đây là theo lộ giới cũ là 6 mét nha. Hiện là năm 2013 thì lộ giới cũ là lộ giới cũ nè. À, đây là cái 2013 nè. Thì lộ giới cũ là 6 mét, còn lộ giới mới bây giờ là nó chỉ có 4 mét rưỡi thôi. Chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên nha cô chú chị bạn. Đó. Cái phần kia nó không thể hiện, cái phần bên hông nó không thể hiện, nhưng mà mình hiện tại là mình đang sử dụng luôn á. Bên hông đó là 8 tấc, chiều dài là gần 9 mét ha. Rồi mời cô chú anh chị bạn ngắm lại không gian ở dưới trệt một lần rồi Vũ Hồng sẽ quay lên lầu để cô chú anh chị bạn xem ha. Vũ Hồng xin nhắc lại là cầu thang là làm bằng mặt đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ, mặt bên bằng kính cường lực ha. Đi theo chiều thuận kim đồng hồ đã được lắp đặt ở giữa. À, Vũ Hồng mời cô chú anh chị bạn ra tham quan phòng ở phía sau trước nha. Hay có cái đèn ngủ để Vũ Hồng bắt. À, cái đèn ngủ. Rồi, mời cô chú anh chị bạn tham quan cái phòng phía sau ha. Phòng phía sau thì cửa này là cửa nhựa chả gỗ ha. Ha, cửa gỗ ha, cửa gỗ nha. Và mình có mở hai cái cửa sổ, một cửa sổ qua không gian phía bên hông và một cửa sổ phía sau, cửa sổ lớn không nha. Đó, có cái quạt ở trên nè, đèn có quạt luôn nè ha, mở quạt nó riu riu mát nhẹ nha. Một phòng phía sau, một phòng phía trước, phòng nào cũng có hai cửa sổ hết trơn. Đây cái khoảng lùi phía sau nè. Đó, tại vì sao chứ không nói dài á, là chiều dài của nhà mình là 8 mét mấy, nhưng nó còn khoảng này, thêm một khoảng này nè, mình mở cửa sổ rất là thoáng luôn. Và đây là cái cầu thang để đi lên trên lầu, lên cái hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời ở trên đó đi lên trên đó ha. Và bồn nước cũng nằm trên đó luôn. Còn cái hẻm bên hông này, 8 tấc bên hông này là mình là người đang sử dụng luôn ha. Mình giữ chìa khóa mình sử dụng, không có ai sử dụng trong đây hết nha. Về mình lắp cái máy lạnh vô nữa là mình xài thôi, nếu không thì để máy quạt ở cũng ok ha. Nó khoảng lùi ngay nhà mình ở đây rộng luôn ha, 8 tấc nằm ngoài sổ nha. Cửa này thì cũng nhìn cũng đẹp ha, tường thì cũng thổi dân nè. Rồi mời cô chú anh chị bạn phòng phía trước. Ở giữa thì được lắp đặt một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì sử dụng chung cho phòng trước chứ phòng sau. Phòng sau với phòng trước là sử dụng chung một cái nhà vệ sinh này nha. Nhà vệ sinh nó sẽ cao hơn cái thềm nhà là khoảng 4 tấc. Đó, bồn rửa tay, chậu rửa tay. Rồi cậu bồn cầu bọt khói. Rồi tường thì dán cao lên ha. Ở đây anh chị thấy không, ở đây nó có cái màu đỏ đó là hệ nước nóng ở trên năng lượng mặt trời đi xuống á. Thì tường nhà thì dán lên cao ráo sạch sẽ rồi. Đây đèn cảm ứng luôn nè ha. Cửa nhôm sinh pha nha. Rồi mời cô chú anh chị bạn ra phòng phía trước. Phòng phía trước cũng là cửa gỗ ha.
Ở phòng phía trước thì có một cửa đi và một cửa sổ. Đèn trang trí đồ đầy đủ hết nha. Gạch lót gạch lớn ha. Mà sơn màu là sơn màu trắng. Cửa trước là cửa nhôm chinh pha nha. Có cái cửa sổ này mình mở ra gió mát cũng dễ chịu lắm. Có gió mát vòng lộng luôn à. Có song sắt bảo vệ luôn ha. Phía trước là cửa nhôm chinh pha nha. Đó, cửa nhôm chinh pha 4 cánh ha. Ở trên này đèn led, đèn màu đồ đầy đủ hết nha. Và đây là cái ban công phía trước nhà mình nè. Ở ban công phơi để phơi đồ trồng cây. Thì nhà mình thì chỉ cách có mặt tiền phía trước này khoảng chừng hơn 10 mét chút xíu thôi. Bên trái là trường mầm non dành khuyên á. Còn bên đây là cái khoảng này là cái khoảng mình sử dụng nè. Đó, cái khoảng này là cho mình sử dụng ha. Mình giữ chìa khóa luôn nha. 9 tấc, 8 tấc dài ra với phía sau luôn. Cáp đồ đầy đủ hết rồi, để đây sẽ để sẵn chờ sẵn cho mình rồi nha. Internet cáp đồ đầy đủ hết. Hẻm này là hẻm thông qua từ đường Ba Đình thông qua mình luôn nha. Thông từ đường Hưng Phú qua đường Ba Đình luôn nha. Thì ở đây thì chỉ cách quận 1, quận 5 thì có cái cầu chữ Y thôi. Rồi qua cầu Nguyễn Du Phương cũng tới quận 5 luôn ha. Ở đây gió rất mát luôn nha. Rồi Vũ Hồng quay xuống dưới nha. Vũ Hồng kết thúc cái video quay nhà nha cô chú anh chị đàn bạc. Bây giờ Vũ Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà mình ha. Căn nhà mình địa chỉ là 144-1, đường Hưng Phú, phường 8, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình thì đường Hưng Phú hẻm 144 này cách cầu chữ Y là 150m ha. Nằm đoạn giữa cầu chữ Y với cầu Nguyễn Tri Phương. Mình đi qua quận 1, quận 5 thì đi qua cầu chữ Y. Còn đi qua quận 5 thì đi qua cầu Nguyễn Tri Phương. Đường Hưng Phú này một đầu là cầu chữ Y, một đầu là cầu Trà Già, hang trung tâm thương mại Chấm Củi. Thì căn nhà mình có hướng chính là hướng đông và lệch sang bắc một ít. Mình đang sử dụng toàn bộ là ngang là khoảng 3m9 và chiều dài là gần 9m. Nhưng mà trên sổ á, là công nhận của mình là gần 3m2 và chiều dài là 8m5 ha. Tại phần phía sau còn khoảng phía sau cống và bên hông là còn khoảng 8 tấc cống ha. Mình đang sử dụng ngang riêng biệt cho phần mình luôn nha. Thì phần này là mình sử dụng thôi, chứ mình không có được xây dựng trên đây cái phần này. Đó. Thì chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với giá là 3.850.000.000 ha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến cái bất động sản này thì hãy liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Nhà thì có chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên, có hỗ trợ vay ngân hàng luôn ha. Hiện tại là hẻm đường này là chỉ còn có 4m tới 4m rưỡi thôi nha cô chú anh chị bạn. Thì nhà thì rất thuận tiện đi qua quận 1, quận 5, chỉ chưa đầy 5 phút là mình qua đến quận 1, quận 5 rồi. Thì cô chú chị bạn nào mà có nhu cầu mua một căn nhà khoảng 3 tỷ mấy mà gần quận 1, quận 5, 2 phòng ngủ mà sổ sách có hoàn công đầy đủ thì hãy tham khảo qua căn nhà này nha. Nếu đây lần đầu tiên cô chú chị và bạn xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Bất Động Sản thì cô chú chị bạn hãy cho Vũ Hồng một đăng ký và bật chuông để theo dõi những bất động sản Vũ Hồng up lên sớm nhất nha. Nếu mình đã đăng ký kênh rồi thì hãy chia sẻ video clip này cho bạn bè người thân của mình để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Xem xong hết video clip này nhớ cho Vũ Hồng một like ủng hộ tinh thần nha cô chú anh chị bạn. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những video qua nhà lần sau. Vũ Hồng xin chào ha.